đồng hồ cơ casino đây cả nhà ơi. Đó, đây nó sẽ ra số bất kỳ nha, đó 29 nè, chẳng lẽ hay là gì đó tùy nha. Đây đồng hồ cơ của Ý, Galaxy Italy nha, có chức có một game casino Las Vegas đó, nó ra số 12 nè cả nhà. Đó chiều sổ nha, 4 giờ 4 giờ 4 rưỡi rồi ăn mài luôn 18. Đó, đọc lại nữa nha, thì nó có ô lịch gốc 12 giờ, chạy hai cốt nè, kim giờ kim phút và kim dây nè. Đó có cốt tay lộ máy dây khóa bướm nha, lộ máy luôn. Đó đọc lại, có nút ấn nhanh qua lịch nha. Còn cái chức năng Las Vegas là mình để cho nó bằng này nè, mình lắp và nó sẽ xoay nha. Đó đọc lại chưa, rồi nó ra số gì vậy trời. Rồi 14 nha, 14 đó lắp hả. Rồi số gì đây, số gì đây, rồi ăn cắm heo luôn, số 22 đó. Còn mình để thẳng thì nó sẽ để mặc định là số 0 nha. Đó mình để dưới đây thì nó sẽ chạy bất kỳ nè. Lắp à, đúng rồi, lắp từ phải qua trái nha. Đó, lắp từ phải qua trái. Đó. Rồi cắm heo cắm lợn gì đây, rồi số 3 đó, rất là độc lạ luôn. Mời cả nhà, sai 47 lần nha, sai 47, 47 càng 50 mấy lần, tay phải hơn 16 nha. Giá thì cực kỳ yêu và độc lạ chỗ nhà nha. Đó em thích độc lạ em có đó. Mở bán con này nha, đồng hồ đai sale đó, radar, đồng hồ radar đai sale. Elgin. Rồi thôi em xin hết nha.